Chào anh Trạng ơi. Vậy rồi em xin kính chào cô chú anh chị trên kênh. Rồi hôm nay thì em về lô mai để bàn hơn chị với 4 phôi mai tứ quý, thì cũng rất kính mong chú anh chị có nước ủng hộ em, số điện thoại em là 0932999393 anh chị ơi. Rồi bắt đầu cái đầu tiên anh chị, mã số 1 là cây cúc bi nha anh chị. Mã số 1 như cô chú anh chị ơi, cây cúc bi tiên sinh. Dạ, cái này để khung như cô chú anh chị, bonsai để bàn hết cô chú. Công nghệ cũ luôn hả anh chị. Rồi đây tới Tết là ấm đàn mình chơi mini để bàn gọn gàng ha cô chú ha. Cây này ghép được 5 bo nha anh chị. Đây bo ghép ha. 5 bo ghép. Mặt cắt nó kéo rồi cô chú nha. Rồi anh cho nó sớm nha. Rồi cái cũ ngay vị trí này là 18 hả anh chị. Hoành là 14. Chiều cao được là 30. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu chú anh chị mình là 700.000 nha. Dạ 700k mã số 1 nha. Em bao ship em tặng chậu luôn nha anh chị. Hàng bên em thì bao ship ha. Rồi mã số 2 là cây cúc whip. Mã số 2. Mã số 2. Cúc whip nha anh chị. Cúc whip lá này nha cô chú anh chị nha, đó cái này. Này, cái gì giờ mình lấy bo được rồi ha. Vậy gần có bo rồi nha cô chú. Cúc whip bông rất đẹp nha anh chị. Dạ, anh cho em thông số. Rồi cái hoành. Hoành là 13. Chiều cao là 42. Rồi mã số 2 này em xin giao lưu chú anh chị mình là 650.000. Dạ 650.000. Cúc clip ghép 4 bo nha cô chú nha. 4 bo ghép ha. Cái này là mình Tết là mình chơi để bàn rất là đẹp nha anh chị. Chơi bonsai để bàn là cực kỳ ha. Dễ thương lắm nha cô chú. Dạ. Rồi tiếp tục là mã số 3 là cây cúc Tân Châu nha anh chị. Dạ. Rồi cúc Tân Châu mã số 3. Dạ, số 3. Đế đẹp ha anh chị. Cây này ghép được 4 bo. Cây đế cũng quái luôn ha. Rồi hoành là 12. Chiều cao là 26. Tàn ngang rộng là 43. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu chú chị mình là 650.000. Dạ 650k nha cô chú chị cúc Tân Châu ha. Mã số 3. Mã số 3. Rồi mã số 4 cũng nói luôn quá, cũng là Tân Châu luôn. Dạ cúc Tân Châu luôn nha cô chú nha. Mã số 4. Mã số 4. Cái này đế đẹp hả chị. Cái này mình ghép được 4 bo này nha cô chú nha. Cái này cái nồi đế này là 47. Hoành eo là 11. Chiều cao là 25. Tàn ngang rộng là 49. Rồi mã số 4 này em xin giao lưu chú anh chị mình là 650.000 ha. Dạ 650k mã số 9 nha cô chú nha. Số 4 số 4. Số 4. Dạ sao đi lẹ vậy. Rồi mã số 5 là cái cúc whip anh chị ơi. Mã số 5 cúc whip nha cô chú anh chị, cúc whip nhìn lá dễ biết ha. Mã số 5. À, lá cúc whip này nha cô chú. Nó có đặc trưng riêng không? Nó gần gần giống như cúc 150 vậy đó. Mà lá nó dài hơn cái dày. Mã số 5 gì? Cái này đế đẹp hả anh chị? Đó đế nè. Cái này ra Tết ra bao già bông thôi thấy đã thấy cưng rồi hả anh chị. Rồi đế là 40. Hoành neo là 11. Chiều cao là 45. Tàn rộng là 36. Rồi mã số 5 em xin giao lưu chú anh chị mình là 700. Dạ 700k mã số 5 nha cô chú nha. Mã số 6 là cây đại lộc. Dạ cây đại lộc mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi cái này đế nơm xù hả anh chị. Này cái chỗ này có xù hả chú nha. Này có mặt bông chuẩn hả anh chị. Mã số 6. Hoành là 24 chị ơi. Cái trang chỗ cái cục xù này là 28. Chiều cao là 65. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu chú anh chị mình là 900.000. Dạ 900k mã số 6 nha quý cô chú. Rồi đó. Rồi mã số 7 là cây bạch mai đọt hồng chú chị ơi. Dạ bạch mai mã số 7. Ồ cây này để bàn dễ thương nha cô chú anh chị. Mã số 7. Đó, lúc này ha. Bạch mai đọt hồng lá khánh thạch. Cái trực ghim của nó là cái giỏ thu đức cho cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị có thể thích chơi là hai loại bông nha. Vàng bạc đá quý. Trực ghim là giỏ thu đức, đó là giỏ thu đức cho cô chú anh chị ha. Cái đít hay điệu điệu. Cái mắt ghép là từ nhỏ là thu hút anh chị. Liền cốt rồi ha. Rồi mới
ghép bạch mai đọt hồng vô. Một cây được hai giống nha cô chú. Rồi cái hoành này là 10. Chiều cao là 25. Tàn ngang là 22. Rồi mã số 7 này em xin giao lưu chú anh chị mình là 700.000. Dạ 700k mã số 7 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 8. Dạ mã số 8. Là cây, đây là cây giả bạch kim anh chị. Giả bạch kim thăng lắc nha cô chú. Đây là cái bạch mai. Sẽ ghi cô chú anh chị nha, cái bạch mai. Bạch mai nha anh chị. Bạch mai anh chị ơi, lộn. Sáng nhìn gà quá cút. Bạch mai này cái bạch mai mã số 6 gì nha cô chú nha. Cũng là gốc nhất. Cái này thăng lắc lượng hả anh chị? Không phải. Đúng rồi, cái này gốc nhất đây nè. Gốc nhất. Rồi, mã số gì mẹ. Cái này cũng là giống Thủ Đức luôn á. Có duyên nha cô chú. Mã số 8. Số 8. Cái hoành là 10. Cái gốc mắt ghép mà mùi là lớn lắm anh chị, già mùa ha. Cao là 45. Tàn ngang là 33. Rồi mã số 8 này em xin giao lưu chú chị mình là 800. Dạ rồi, 800 cô chú ơi. Bao ship tàn chậu luôn ha. Dạ. Rồi mã số 9 là cây bạch mai đọt hồng anh chị này. Dạ, mã số 9 nha cô chú. Cái này thì khá đẹp không chị. Nè, đọt hồng. Hồng dáng hơi bay bay. Nguyên cái củ đế tròn vo luôn nha anh chị ơi. Mã số 9. Rồi cái cũ. Cái cũ này là 16 ha. Rồi cái hoành thăng là 9. Chiều cao là 38. Tàn ngang là 32. Rồi mã số 9 em xin giao lưu là 900.000. Dạ rồi, 900k mã số 9 nha cô chú. Mã số 10. Rồi mã số 10 là cái giả bạch kim anh chị ơi. Mấy là giả bạch kim nha cô chú nha. Cái này cũng là gốc nhớt luôn nha anh chị, gốc nhớt cái giả Thủ Đức luôn. Cái giống bạch kim này nó mạnh lắm nè cô chú nha. Nó phượt chứ lắm, phượt luôn á. Cô chú anh chị cũng phải bấm tàn cút hỏa hương gì đó nha. Cái này giờ chú chị mình lấy bo giờ được hả anh chị? Nhưng mà phượt nó phượt nhưng mà cái nắp nó dài. Cái này là cái tược, là tược Thủ Đức hả anh chị? Cái này ghép bạch kim. Mã số 10. Số 10. Rồi, trẻ thông số nha. Hoành 9. Chiều cao là 48. Tàn ngang là 59. Rồi mã số 10 này em xin giao lưu chú anh chị mình là 800.000. Dạ 800k mã số 10 nha cô chú nha. Mã số 11 cũng là giả bạch kim luôn. Dạ, giả bạch kim mã số 11 đó. Cái này đế nó xù giả me nha cô chú anh chị ha. Ghép mấy góc quán nhợ mua quán rễ á. Lúc nhớ đó, nó hay lên xù góc lắm nha cô chú nha. Cái này mình ghép được cũng 4 bo luôn. 1 bo. 6 bo vậy. 2 bo. 3 bo, 4 bo, 6 bo. Mã số 11. Mã số 11. Rồi cái củ đế này là 19. Hoành là 11. Cao là 47. Tàn ngang rộng là 56. Rồi mã số 11 em xin giao lưu chú anh chị mình là 900.000. Dạ 900k mã số 11 cô chú ơi. Mã số 12 là cây cúc thơ hương anh chị ơi. Lâu lâu gìn gìn được cây cúc thơ hương. Đây này là cái đế nó sụ cho anh chị. Anh chị xem ha, sằng sụ dần ha. Lên sụ cốm anh chị. Hương nha cô chú nha. Đầu cúc thơ hương giờ nó muốn hết hàng luôn rồi, không cái này ghép được 2 bo. Rồi, thông số giùm em nha. Nguyên củ đế đặt luôn anh chị. Đặt cứng luôn ha. Mã số 12. Rồi cái củ đế này là 46. Hoành là 13. Chiều cao là 49. Rồi mã số 12 này em xin giao lưu chính chị mình là 1 triệu ha. Dạ 1 triệu nha cô chú anh chị, mã số 12 nha cô chú. Đây cúc thọ hương. Rồi mã số 13 cũng là thọ hương luôn. Dạ, quá tốt luôn, cái cây xanh tốt nha. Cái này đế nơm cao ha anh chị. Cái này đế bàn nè, ngon lành nha cô chú nha. Chị xem đế nơm này ha, bầu đế nó đây nè. Quái nha. Quái ha anh chị. Số nha. Hoành là 11. Chiều cao là 60.
tàn ngang rộng là 52. Này đế nôm cao là 19 nha anh chị. Mã số 13 này em xin giao lưu chú anh chị mình là 1.100.000. Dạ 1.100.000 nha cô chú anh chị, mã số 13. 3. Rồi mã số 14 là thọ hương luôn anh chị. Cái này cân 13 nha cô chú anh chị nha. Rồi, cái này là tầng tầng thông nha anh chị. Dạ. Cái này mới cun tàn này anh chị ơi. Đang đâm tược cái ha. Đang đâm mấy nắp non ra nè. Ừ. 13. Cái này đây Tết là tàn tàn kính hả anh chị? Bo ghép lớn nha cô chú anh chị nha. Thì già già mùa lắm rồi. Bo ghép bằng ngón trỏ cái luôn nha cô chú anh chị. Ghép được 4 bo ha. Thờ trang thông số. Hoành là 15. Chiều cao là 76. Tàn ngang là 70. Cái này kia để em đo cái mắt ghép hả anh chị? Cái bao ghép nó thôi. Lớn xem ha. Ở bên kia nó lớn. Đây nè. Này là bao ghép là 9 nha anh chị. Yeah. Rồi, mã số 13 này em xin giao lưu cho anh chị mình là 2 triệu 13 24. 14. 14 là 2 triệu và gửi hả anh chị ơi. Mã số 15 là cây cúc không nhị. Cúc không nhị Hoàng Quyết Long. Hoàng Quyết Long. Hoàng Quyết Long. Giáng Long luôn. Giáng Long luôn. Ghép cây bò. Hoàng Quyết Long và Giáng Long luôn. Hoàng Quyết Long ghép phôi Giáng Long nha cô chú anh chị. Cây nó đang phượt ra quá trời hả anh chị. Đang đế cũ đế đẹp luôn nha cô chú nha. Này giờ có bông hả anh chị? Này khúc không có nhị hả anh chị? Bông rất là đẹp ha. Đây bò ghép nó cũng nhiều bò nha cô chú. Cái này có bông nữa nè. Cái này về là cũng có bông gãy gác nhiều nơi. Rồi Hoàng Quyết Long Giáng Long nha cô chú. Mã số 15. 15. Rồi cái củ đế này là 33 hả anh chị? Quành neo là 19. Chiều cao là 70. Tàn ngang rộng là 79. Đó. Cái này đánh nó coi lắc là rất đẹp hả anh chị? Rồi mã số 15 này em xin giao lưu cho anh chị mình 2 triệu ha. Dạ 2 triệu nha cô chú, mã số 15 nha cô chú anh chị. Dạ rồi mã số 16 là 16 là bạch mai thái. Mai thái. Mà thái đế thằng lắc như đế thú nha cô chú anh chị nha. Lọt hồng cũng rất là đẹp luôn, chừng ha. Cái này ghép được 1, 2, 3, 4 bo nha cô chú. Bông là từ 6 đến 14 cánh nha anh chị. Dạ anh em thông số nha. Mình đế là 45. Hoành là 22. Chiều cao là 59. Tàn rộng là 57. Mã số 16 này em xin giao luôn cũng là 2 triệu anh chị ơi. Dạ 2 triệu nha cô chú anh chị, mã số 16 nha cô chú anh chị. Bạch Mai Thái. Bạch Mai Thái. Mã số 17 là cây cúc thọ hương anh chị ơi. Mã số 17 nha cô chú anh chị nha. Cúc thọ hương mã số 17. Rồi cái này là nguyên cái củ đế giòn vo luôn anh chị, đặc cứng luôn ha. Cây này ghép được 2 mùa nha anh chị. Cây này super vip luôn nha cô chú anh chị. Tàn dù luôn anh chị ơi. Cây này để tới Tết là tàn ấm như lắm ấm nha cô chú nha. Cây này vô hết nước dây hả anh chị. Cô chú anh chị thấy mình con tàn hạt tết giờ mà nó ra độc nè, ra từ khúc luôn ha, mấy phần luôn nè cô chú anh chị nha, nó tàn con nhưng mà khúc này nó ra là cỡ 3 phần á, ba tấc ba tấc hơn chứ lộn không, là cô chú anh chị ha, cho nên là tàn nó ấm lắm này, là cỡ 2 tấc thôi, yeah. 2 tấc, cái này cứ ra mình bấm là nó tính tàn là tính tàn lắm, yeah. Rồi thông số giùm em ha. Cây đế rất là đẹp phê nha cô chú anh chị. Mã số 17 anh chị ơi. Số 17. Rồi cái củ đế nè anh chị. Nguyên cái cục bệ để đặt luôn hả anh chị. Rồi này là 49 nha anh chị. Hoành là 27.
chiều cao là 85, tàn ngang rộng là 103. Rồi mã số 17 này em xin giao lưu chú anh chị mình là 4,5 triệu ha. 4,5 triệu nha cô chú anh chị ơi, cúc thọ hương nha cô chú anh chị nha. Cây rất là đẹp luôn đó. Con đẹp rồi, còn miếng mày để đặt luôn hả chị? Phê luôn nha cô chú. Đặt cứng luôn ha. Số 18 là phôi tứ quý nha anh chị. Tứ quý đế nơm nha cô chú. Rồi. Đế nơm cây quái luôn ha anh chị. Này chơi bonsai giờ cực kỳ đẹp ha anh chị. Thì ghép vô thọ hương vô ha. Cô chú anh chị mua hoàng quyết long cúc hương đóng bò vô ha cô chú anh chị ha. Qua xa bộ đế anh chị. Cây cực kỳ đẹp hơn chị. Rồi, cái nồi đế này là 90 nha anh chị ơi. Hoành thân là 28. Cái này nguyên cái hoành đây hai thằng là 40 nha anh chị. Hoành tổng này đế xổm cao là 27. Chiều cao tổng thể là 46 nha anh chị. Cái này vô mình vô chậu 4 lọt lòng anh chị. Rồi mã số 17 phải không anh? Mã số 18. 18 giao lưu. Rồi mã số 18 này em xin giao lưu chú chị mình là 3,900,000 ha. 3,900,000 nha cô chú anh chị mã số 18 ha. Hôm nay tứ quý. Rồi đỡ giùm em nha. À, số 19 cũng là phôi tứ quý luôn. Số 19 là tứ quý luôn. Sai ha. Sai luôn. Có nguyên cây nha cô chú. Nguyên cũ luôn anh chị, rất là đẹp ha. Cây dáng bonsai kiểu cổ ha cô chú anh chị nha. Đế nơm cao ha anh chị. Anh chị dùm cho nó đứng lên gì là đẹp ha. Trồng nó đứng như vậy đó. Mã số 19. Để nằm giữ hả chị? Rồi, xin vẽ hai số nha. Hoành y chí này là 30 hả anh chị? Dạ, hoành là 30. Chiều cao là 41. Này đế nôm cao là 29 nha anh chị. Tổng hoành đế là 109. Rồi, mã số 19 em xin giao lưu chú anh chị mình là 2,5 triệu ha. 2,5 triệu nha cô chú anh chị nha, mã số 19 ha. Rồi, để em ha. Mã số 20. Rồi, cũng là tứ quý luôn nha anh chị. Tứ quý mà. Nguyên cái cũ luôn. Cũ nha cô chú anh chị ha. Nôm mà cũ y chang ốc sên ha anh chị. Đó. Số 20. Cái cũ ha anh chị. Rồi, cái thêm tâm số nha, mã số 20 không số 20 nha, cô chú. Trời ơi, cái cũ này là 41 nha anh chị ơi. Hoành là 29. Chiều cao là 46. Cái này đế nó xổm cao tới đây là 30 nha anh chị. Rồi mã số 20 này em xin giao lưu chú anh chị mình là 3,7 triệu ha. Dạ 3,7 triệu nha cô chú nha, mã số 20. Rồi, đổi giùm em nha. Mã số 21 nổi không anh? Tiếp không? Được rồi, được rồi. Mã số 21 là một cây tứ quý, super vip luôn. Lớn nha cô chú anh chị. Đó, đế cũ mà sổ nôm nha, thằng lắc ha. Chi cầm có luôn nha cô chú anh chị nha. Đế đặt luôn ha anh chị, đế đặt, đế nôm. Rồi, tay cành có ha anh chị. Này phơm cao ha. Cái này dùm về mình mua ghép thọ hương là tới Tết chơi được ha anh chị. Là cái cây lớn nha cô chú, tàn ấm lên nè. Mấy cây lớn lớn như là sức nó khỏe đủ đủ sức là cho nên là cái tàn nó phục nhanh lắm nha anh chị. Mã số 21 tứ quý. Rồi, thân lá lắc rất là đều nha cô chú anh chị nha. À.
Rồi, thông số giùm em đi nha. Mã số 21. Rồi. Rồi cái nồi đế này là 62 ha anh chị. Dạ, cái hoành cũ đặt là 62. Hoành là hoành thân. Cái gì? Hoành là 39 nha anh chị. Dạ, hoành thân là 39. Chiều cao là 116. Đường kính bầu là 82. Dạ, đế nôm cao nhiêu anh? Đế nôm cao là 35. Dạ. Rồi mã số 21. Rồi mã số 21 này em xin giao lưu chú anh chị mình là 7,5 triệu ha. 7,5 triệu nha cô chú anh chị, phô mai tứ quý nha cô chú anh chị nha. Cái này sát lớn nha anh chị. Đế nó nôm mà nó còn chảy ra tứ diện luôn nha cô chú chị, 24 giờ ha. Cũng có một cái mẹ nữa. Này mà cắt nó kéo keo vô anh chị. Kéo nhựa không? Ừ, kéo nhựa vô. Nè. Rồi còn nữa không anh? Rồi mã số 21 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay anh chị, cũng cảm ơn chú anh chị những clip vừa qua ủng hộ em ha. Dạ, cũng như ủng hộ kênh thì chúc anh chị dồi dào sức khỏe, làm ăn tập đạt dạng sự như ý. Em xin chào và hẹn lại. Dạ, em cảm ơn anh luôn, xin cảm ơn quý cô chú chị các bạn đã xem clip, ủng hộ kênh, ủng hộ anh Trạng nha cô chú nha.